Mà chiều tao đi làm có ai thấy gì đâu, tự nhiên qua nhà mày xong cái mới bị vậy nè. Bây giờ mới thấy. Trời á. Ừ, để tao điện cho con Tuyết, tao hỏi nó coi có quen ai không. Trời ơi sao mà ui thấy ghê quá à. Nội lắm, thấy ghê quá. Ê, Xin, dồ sao? Sao tao có thấy gì đâu? Em mày ra mày nhìn lại kỹ lại lần nữa coi còn không? Nhanh lên Xin. Xin, dồ sao? Tao biết sai đâu, trời ơi thì tao. Tự nhiên tao đi qua mày xong mày bỏ tao mình vậy hả? Xin. Ra đau chân tôi cũng phải nghe chứ không chịu nổi nữa. Thôi, đau chân, đau chân. Không đau chân chứ không muốn liền luôn hai chân. Ông đi ra để tôi tặng tôi. Thôi, cho tôi về đi, tôi còn lo gia đình. Thôi, cho tôi về, cho tôi về. Tao đau chân lắm, chịu. Thôi tôi đi vô, trời ơi. Không biết gì ghê quá. Xin. Không đâu. Má quẹt hai giò luôn rồi. Bà Xin cứu. Xin. Xin đâu rồi? Chết mẹ rồi. Xin. Phương em đừng. Thôi này chú không dính tao rồi đó. Phương rồi em đừng. Không, không dính tao cái ghế mà. Em đừng tính lại rồi. Anh lại em Phương ơi. Ủa gì mẹ nó như vậy đó. Ôi. Nó chung à. Ê, mày xuống đây coi Xin. Trời ơi, sao mà làm gì vậy? Sao thì ghê quá mẹ, sao bọn dữ này. Gì nữa vậy? À, Xin ơi. Tại em nó bị gì nè? Ừ, anh ơi. Gì vậy? Xin ơi, hôn má mày cứ nào. Thôi thì ghê quá. Phương anh lại em. Anh lại em đi lên nhà mạnh nhé. Anh xui quá rồi. Đi lên. Đừng đứng lên. Đừng đứng lên. Tại vì anh đang thấy đau bụng rồi thôi. Em đi lên đi. Lên nhà mạnh đi. Nó là vậy tôi đâu. Đâu kệ mẹ mày giờ tao. Tao bị ấy rồi. Ê, giờ sao? Cứu cứu tao xin đâu. Em bị. Vậy tao không biết sao luôn nè. Còn hay không? Cứ. Cứ. Ngồi lên đây Phương. Kêu cả bước này. Em quá xui rồi. Ủa sao đang chơi mà về rồi?
Nói bậy bạ, giả mỏ. Sao nãy lớp giờ đi rồi? Chứ bị sao đâu đi. Bạn sao, bạn bị sao mà tự nhiên? Sao lại về Phương? Nhà ông nhỏ khóc luôn rồi kìa. Sao em về rồi? Lần nào con người ta qua cũng ghẹo mẹ thánh thần, mốt nhỏ sợ không dám qua đây luôn. Chứ cái đó là, cái đó chắc là tao nghĩ ra. Không có đâu, ông nghĩ ra đó. Ai nghĩ ra? Giờ là nãy hai người ghẹo hả? Đâu có ghẹo đâu, trôn mà. Trôn thì không phải ghẹo. Ủa sao tao muốn qua nhà mày trôn không? Thực ra là dấu cộng nhưng phải dấu biết. Dấu gì? Dấu cộng nhưng phải dấu biết. Cộng cái đầu á. Đi luôn nhỉ. Thực ra là em không nên có ấn tượng xấu với anh. Bởi vì là người bạn của em. Nhờ anh. Anh chỉ biết làm vậy thôi. Không hề. Mày tên nào hả? Nhìn mặt ông vậy mày tên. Chứ bạn trời mày. Trời ơi khóc luôn. Trời ơi. Trời ơi khóc luôn. Dạ luôn. Có vỏ nó vô vết được cái coi như là thiệt không lớp cả lương đâu. Thôi vậy chứ mình đi vô nhà chơi chứ Phương. Mày tránh xa tao ra. Mày mới tránh xa tao ra. Tránh xa ra con quỷ đó. Mày tránh xa tao ra. Mày á. Con quỷ đó mày không á. Tránh xa nó là em, tránh xa nó là đúng. Tất cả nãy giờ những điều mà anh làm với em đều là do con bàn em, nó xin là người xử. Thôi tránh xa em ra đi. Đừng khóc nữa, vô chơi cờ tí phú nè. Thôi vô chơi cờ tí phú đi mà. Thôi vô chơi cờ tí phú đi mà. Vô nè, sao cũng gọi cho qua. Thôi vô chơi Phương, vô chơi Phương. Vô chơi, đừng về. Anh về, em. Anh về còn em vô chơi. Thôi anh về nha, chắc mày giả bồ nữa. Mày đó, rồi. Quýnh anh rồi, nó quýnh anh rồi, đau quá. Vô chơi đi. Nó quýnh anh rồi. Em vô chơi đi, nó quýnh anh rồi. Thôi mình đi chứ. Mình mới gây ra cái hậu quả thì mình đi. Cô chồng Phương nó vậy, con... Ôi, cắn cho cắn đi.